ven ở trên cái đọt dừa anh em thấy không anh em? Trời trời bay hết một con rồi anh em ơi. Tới anh em ơi. Mình với Sầu Ca hẹn nhau dậy sớm, anh em mình đi săn ra đây. Anh em mình sẽ đi qua khu vực Bến Tre anh em ơi. Hai bà con thu hú đậu trên đầu dừa. Anh em mình còn đang ở Trà Vinh nha anh em, đang ở trên đường qua Bến Tre. Còn một con á anh ơi. Cái đầu dừa em bắn cu nãy á. Rồi, thấy rồi. Một con, hay quá anh ơi. Rớt rớt con anh em ơi. Quá, Sầu Ca đỉnh dữ trời. Trời ơi trời. Đằng này còn cái này anh em. Quá trời anh em ơi. Trà Vinh tu hú cũng nhiều dữ đó anh em. Ủa nó vô lúc chân đây. Trời ơi trời. Idol của mọi người đó. Trời ơi trời, tôi thấy nó bự rồi anh em ơi. Nặng chịch luôn. Ôi. Trời ơi trời. Vậy này mà ông thai luôn nè. Trời ơi. Con này chắc ba lạng luôn quá trời. Ừ. Nè. Biết rồi. Okay. Cầm lên nó biết rồi, con này nó heo nè. Nè anh em dòm nè. Cái gì vậy? Của tôi hú heo. Ôi trời. Trà Vinh nha anh em. Con này hồi ra nó đi đó. Đây là ba con lận. Ra nè. Rồi. Chưa chưa chưa. Ừ nó đã. Con đen kêu. Bị bắn quảng hồn bay rồi. Ừ. Hú heo luôn. Quá trời nó mập. Trời ơi trời. Anh xiên tàu lá gì mà xiên qua nó luôn trời. Trời ơi xiên luôn. Trời em ở đây thấy nguyên con rồi. Cái bọc cái cắm đầu. Quá trời đã. Rồi. Tiếp anh em ơi. Anh em đón xem cuộc hành trình bữa nay có hai anh em mình nha anh em. Anh em mình phát hiện cu xanh nó đậu trên đọt cây khô anh em ơi. Vậy anh em mình kiếm thường lưỡi vô bắn anh em. Con nào nấy cục 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 mà lớn nha. Giống mày đâu vậy nhóc. Nó kêu kìa. Anh mày kêu lo cụ xanh kìa. Nó đứng đó. Thank you.
rồi, anh rồi. Nó nhốn nháo kìa. Từ từ giờ. Từ rồi. Khoan. Từ từ đi, nó đang nhốn nháo chờ chứ. Biết rồi. Đang còn mới nãy. Cái nhánh mới nãy còn mà đâu rồi. Chưa bay ra luôn á. Chưa, nó làm nó khùng lắm. Từ từ đi. Bên kia nó nhốn nháo trên từ từ cho nó ổn định tâm lý nó lại. Nó động luôn à. Một con nha anh em. Có hai cục cái đèn. Đâu? Em nhìn kỹ nó nằm ở trong đó chứ nó đứng ngoài đâu đây. Chia em nhìn. Dứt kia đi, để lát bay hết. Qua dứt kia đi tính sao. Kìa đứng kìa. Đâu? À, nãy trong bắn người nó. Thấy chưa? Chơn xong rồi qua giúp cô con. Từ từ không bị vừa đó nha. Bây giờ bay luôn rồi. Không, cô con bay đâu. Cô con dễ gì vậy? Từ thủ 5-6 con rồi đó. Trời ơi, nó bự. Ủa, nhảy bắn kia mà nó không bay trời. Dễ gì? Cô con á, làm nó luôn. Ôi giời, hai ba con luôn. Ủa, vậy mà mình nhìn không thấy trời, cô bự luôn kìa. Trời. Thôi qua lượm con này đi. Thôi kìa, nằm đóng chạy bài luôn rồi. Ôi quá trời luôn anh em ơi. Đây anh em. Ê cha, con này cũng bự nha. Cu xanh anh em. Ôi trời, nó đã. Nó sướng quá anh em ơi. Hết rồi, còn đâu. Con này chưa già anh em ơi. Ôi trời, nó bự đã gì đâu trời. Trời nè anh em, nhảy máy quá biết nè mày nè. Đã vô cái bọc khỏi dãy luôn á nè. Mày tốt coi lại không giữa tâm trời. Sao mà học được à, tiếp anh em ơi. Bắn từ hôm đó mình. Ở đây đi. Anh em mình ở đây nè. Nó đang dọ. Anh em mình ở đây đáp vô là dứt. Đáp vụ này cũng nhiều. Để đảo cho lưng. Bớt cái dừa bắn cho chục con. Từ từ lát qua bay, mới bay.
quá anh ơi. Còn có cái đây bay hả? Còn có chết chắc. Chết rồi. Khùng mới biết. Từ từ thôi. Ê, nó xào cái bên kia kìa. Thôi, cho nó qua đây luôn. Anh em mình điện đi. Một con bị xanh dính treo thằng tẹn chảnh. Con nó bắn ngay này. Ừ, ngay này nè, em thấy rồi. Thấy con đèn bay rồi. Từ từ luôn. Để cho nó gì, nó dụ. Quá trời luôn anh em ơi. Rồi, cu xanh thì anh em cũng biết rồi đó. Con nào thấy nó cục cục vậy đó. Còn ngấu còn sống á. Bay không nổi đâu. Anh để đi. Không, bay không nổi đâu, thiệt. Từ từ, từ từ. Trời ơi trời, con này nó già anh ơi. Ôi trời nè. Nè anh em. Ôi trời. Trời ơi, nó đã anh ơi. Đỉnh quá, sầu ca đỉnh quá anh em ơi. Okay, okay. Từ từ nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Tụi nó còn vòng vòng ở đây. Tụi nó còn vòng vòng ở đây để mình chụp cho anh sầu ca tấm hình nha anh em. Qua anh đây mới sáng nè. Quay quay con nó ngang ngang lại, quay con nó quay cái ức á, quay ức á. Tiếp anh em ơi. Ra anh em ơi. Ôi trời, vô đây đúng không gặp. Hồi hôm anh mơ. Hôm anh mơ anh em mình bắn cu xanh phải không? Trời ơi trời, anh mơ như thiệt vậy trời. Cho anh em coi con chấm. Con chấm đỏ nè. Nè, nhìn mặt nè, xinh chưa? Quá xinh. Hồi hôm anh sầu ca nằm mơ thấy hai anh em mình đi bắn cua xanh anh em. Bắn quá chị cua xanh, bắn mấy chục con luôn. Trời nay ở đây đóng được cặp. Thôi vậy là ngon rồi. Vậy cũng là giấc mơ thành hiện thực rồi đó. Trời. Thôi tiếp tục anh em ơi. Quá đã. Xuống. Quá đã anh em ơi. Anh em ơi, mình mới về một lô ná cho anh em nè anh em. Cái này là cái phone anh em. Cái này cái dẹt 7.5 đồng 19. Ốc titan là 350 nha anh em. Còn không ốc titan thì 300.000 bao ship cho anh em. Tặng kèm một vít dặm và 3 cộng tung nha anh em. Đây. Táo, dẹt 6.6 đồng 19. Có ốc titan cũng 350 nha anh em, giống như cái keo phone nha anh em. A7. Cũng vậy nha anh em, cũng 350 có ốc titan nha anh em. Mình cũng có thun nè anh em. Full tới má các kiểu. Tommy nè anh em cũng hàng thì liên hệ ủng hộ mình nha. Mà mình phát hiện thêm một cặp cu xanh nữa anh em ơi. Một cặp cu xanh đầu trên đầu dừa. Trời ơi, đó con kìa. Mình nghĩ khô quá hả? Ủa nó về con nữa hả? Dừa này dứt ra dưới rồi. Nó thấy không? Ở người sáng. Kè. Đi nãy 3 con nữa. Giờ con. Giờ bình thường rồi, tắt máy đúng rồi. Đi chụp rồi đó. Đá anh dựng nhẹ nè, kịch là nó ai đó. Ngồi xuống đi lại xe lên nè. Xin tập liên nha. Con bìa đủ luôn. Sao trái luôn rồi. Ôi trời, quá chứ cu xanh anh em ơi. Chị cũng ổn rồi. Con có gì con gì vậy? Con nào né đầu cục trời. Từ từ em biết gì hỏi dễ nè. Con cục đen đỏ. Chính đòn.
cu nuôi gì quá trời là. Lùa về đó bắn. Bị từ 4 sáng không có đường vô rồi, không được vô. Không bị cặp cái được. Mình bắn rớt lợi dụng được. Để bắn cái bài. Không có. Đúng sáng đi. Nè. Cái chỗ cây đụng đỉnh nha. Đúng là mấy cái điểm này nó đỉnh. Trời ơi, lần đầu cây khô đó nó nói là gần 50 con đang chạy luôn. Mà đâu bắn được. Càng đông càng khó bắn. Vũ đậu lên cho cái nông dân. Nông dân. Đó là tiêu. Tham lam một phần nữa, đứng do dự một hồi bay hết. Nè qua đây kiếm con bịp bịp nè. Thôi chờ anh em, nãy đang quay ảnh sầu ca bấm tắt của mình anh em. Anh tưởng đâu mà mình chưa bấm quay. Ác quá trời, với nhỏ quá trẻ chứ tôi tơ. Giờ trời con này tơ thịt nó im hơn. Thấy nó bên kia kìa. Rồi tiếp tục anh em ơi, mới sáng ra anh em mình quá trẻ mồi anh em. Bấm tắt keo gà con nhỏ. Chửi chết anh em ơi, tụi bay quá em thiệt. Tiếp anh em ơi, quá chị mồi, hai anh em mình sỉnh rồi đó. Nhiêu đây, nãy giờ mới nửa tiếng đồng hồ à. Từ từ nó mới đáp vô đây nè, mà anh chưa xác định. Anh mới thấy nó rồi. Bên kia ông chú đâu không thấy gì, ông đứng giờ quá trời kìa. Chú bạn không thấy gì, em đứng giờ quá trời à. Thấy anh em ơi, trời ơi, trời ơi, đấy, em thấy thuận tay luôn. Thầy có bệnh đầu của anh em dở. Trời ơi anh em ơi, con cu xanh con này lên màu nha, này già nè, vô đạn. Còn chạy lên cầu luôn. Rồi rồi, cái chuyện này anh để em lo. Quá tiếc. Không tiếc đâu, làm lại nè. Sao quốc gì vậy? Sao quốc gì vậy? Quá tiếc trời, cu xanh. Trời ơi trời. Dở. Tiếp, gửi bài lại. Đây cu xanh quá trình nhiều. Đi. Giờ góc bên đầu dở gì trời. Chưa thần được. Đây cu xanh cặp cà lên. Thôi, thấy. Không phải. Không phải. Má bị lầm rồi. Trời, giờ nhìn đâu cũng thấy cu xanh trơn anh em ơi. Trời. Trời, con nó dở như trời. Không sao, lát lại đây con khác. Này buổi sáng của hai anh em mình à, hồi nãy là còn ở bên Trà Vinh anh em, giờ anh em mình đang ở cầu Cú Chiên, anh em mình đang đi qua Bến Tre. Nhưng mà bây giờ mình review, mình làm một cái clip nhẹ cho anh em xem nha. Clip cà phê anh em. Đó, anh em thấy chưa? Nè, cái này không phải mở đâu nha anh em, đây nè, thấy chưa? Là trời, hai con cu xanh, một con tu hú, con mì mẹp anh em ơi. Giờ để mình qua Bến Tre rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Anh em đón xem clip tiếp theo của mình nha anh em. Quá chị đã luôn anh em ơi. Sướng gì đâu trời. Sáng mình chở cho anh Sầu Kha bắn. Quá trời anh bắn luôn trời. Quá tôi đâu, tôi quen ông nội bắn đi nóng lạnh vậy trời. Rồi bye bye anh em. Anh em đón xem clip bên Bến Tre mình nha anh em. Đó, bển là Bến Tre đó anh em. Bên đây là Trà Vinh của mình.